Khát vọng lớn lao cùng sự nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ là sự khởi đầu cho những thành tựu vượt trội. Ngày 6 tháng 4 năm 2012, công ty Rikesoft được thành lập trong một căn phòng 12 mét vuông với sự đồng lòng của 6 nhà sáng lập trẻ tuổi, là bạn của nhau và cùng tốt nghiệp từ hai ngôi trường đại học hàng đầu Nhật Bản, Đại học Ritsumeikan và Đại học Keio. Bắt đầu từ thị trường Nhật Bản, ngay từ khi ra đời, Rikesoft định vị sứ mệnh nâng tầm giá trị Việt, mục tiêu đưa vị thế công nghệ và nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hành trình 10 năm xây dựng và trưởng thành, Rikesoft đã từng bước hiện thực hóa những khát vọng của mình, đánh dấu bằng những dấu mốc đáng tự hào. Khởi đầu hoạt động trong mảng lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, trong suốt 10 năm qua, Rikesoft đã không ngừng nỗ lực chuyển mình, mở rộng không chỉ về quy mô, sự hiện diện tại nhiều thành phố lớn trong và ngoài nước. Liên tục mở rộng các dịch vụ mới, tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng, khẳng định uy tín và vị thế của mình, trở thành một trong số các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiêu biểu của Việt Nam và là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Nền tảng để Rikesoft tiến nhanh, tiến xa, bên cạnh sự quyết tâm mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là hành trình bền bỉ kiến tạo và xây dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp. Những giá trị cốt lõi hình thành nên bản sắc của người Rike, xen lẫn những giá trị đậm chất Nhật Bản và những phẩm chất đáng tự hào của người Việt Nam. Hành trình 10 năm qua, Rikesoft tự hào với những thành tựu đã đạt được, bởi đó là những kết quả được tạo nên từ ước mơ, khát vọng cống hiến, sự đoàn kết và niềm tin chân thành. Trên chặng đường tiếp theo, với những giá trị nền tảng được tạo dựng cùng ý chí quyết tâm kiên định tiến về phía trước, Rikesoft tự tin luôn là nơi khởi nguồn của những giấc mơ được hiện thực hóa. Tự tin cùng nhau vượt qua mọi thách thức và vững bước vươn xa.